Thì nói chung là mọi người cũng nói em nhiều quá, hay là thôi em không vào showbiz nữa, rồi em về nhà rồi làm công việc, rồi học xong rồi về nhà làm công việc riêng. Là em nói là bây giờ Điện thoại không cầm à? em thắng rồi, nhưng mà bây giờ em đang rất áp lực, em cảm thấy em muốn bỏ ngang hết. Em muốn cuộc sống Không, bình kêu thường hay là sao? em muốn về quê lấy vợ. Về quê lấy vợ. Lấy vợ à? Ừ. Lấy Hay vợ. kiểu vậy đó, em Yeah. muốn bỏ giải Mình quán quân, vợ. em về quê lấy vợ. Coi chị nói sao? Đó là bây giờ bị ý kiến trái chiều nhiều quá, em không quen em chịu không nổi. À, Hay anh vâng. nghĩ nói cái gì mà cho chị thuyết Hay phục chị là Giang hơn? không, thằng này nói cái gì Giang cũng tin chứ, thì nó không bao giờ lừa gạt ai bao giờ. Còn thí dụ như anh nè, một cái người mà hay lọc lừa dối trá như anh, là gọi chị Hương Giang có nói thật cái nào Hương Giang cũng không tin. em cứ Thôi nói bây là giờ em cứ nói là hôm nay là từ khi đậu quán quân là em nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn inbox chửi em quá trời, nói là em không xứng đáng, và bây giờ họ xúc phạm tới cả người nhà người thân em rồi. Em cảm thấy bây giờ em bất mãn quá và em không chịu được nổi nữa. Em nghĩ là em sẽ về, em đi học, em tốt nghiệp xong em sẽ về quê em làm việc, chứ em sẽ không có tiếp tục vào đây với chị nữa. sẵn sàng nha. Dạ vâng. Rồi, nhớ mở loa ngoài nha. Hồi hộp quá. Rồi, nghe nữ hoàng đạo lý nói chuyện nè. Ô, ví dụ mà chị bảo sao lại biết số này? Hả? Chị hỏi mà sao lại biết số này thì như Nói nào? anh cho. À. Nhạc hơi hay. À, alo ạ, chị Giang à? À, em Kiên ạ. À, chị ơi, em bảo. À, sau hôm kia hôm qua thì em về, nói chung em cũng đọc con mọi người ấy, rồi ở quê nhà của em, rồi mọi người cũng bảo là em cảm giác chưa được xứng đáng ngôi vị của quán quân ấy à. Thì nói chung là mọi người cũng nói em nhiều quá, hay là thôi em không vào showbiz nữa, rồi em về nhà rồi làm công việc, rồi học xong rồi về nhà làm công việc riêng. Chị cũng biết ở Yên Bái với cả Lục Yên họ cũng xe à? À. Thì thì biết là như thế, nhưng mà mọi người đang cũng nó chửi em, rồi bảo lại cảm giác em chưa được xứng đáng, còn bị thì nói chung là những trên mạng rồi các kênh báo mạng rồi này nọ, em đọc comment mọi người cũng thấy hơi buồn. Có em có biết sao không? Cái 11 người ngồi đấy chấm rồi toàn người đâu đâu nước ngoài về đó, thì xứng đáng hay không thì do người ta chấm chứ. Thì đi mà kiện với cái người đấy, kiện từ từ đẩy đến em bằng gì? À Mà em cố là không vừa đấy má. thì Mà 400 triệu tiền thưởng không cầm rồi. Mà có muốn buồn hay không làm nghề nó thì cứ cầm 400 triệu đi. Khi nào mà nhận tiền xong rồi cầm 400 triệu rồi muốn làm gì làm. Thích làm nghề gì đi làm. Tự dưng mà trả lại thì không được tiền thưởng à? à không, tiền thì em vẫn lấy, Tiền vừa thôi. nhưng mà em không làm nữa ấy. Thì Có đi rảnh không má? Em đi uống rượu say à? chị Tôi đang ăn lẩu bò ba toa nhá, ba toa người ta biết nhận ra chị. không, đấy đấy là chương trình thử thách họ gọi bảo chị gọi cho chị ạ. em xin lỗi chị, em xin lỗi chị nha. Dạ vâng, em xin lỗi chị nhiều. Vâng. Ok. Đúng như anh Tiến nói, thật ra Kiên nó nói gì là chị Giang tin liền. Giang đúng thiệt là Em không ngồi đây em quá. còn cảm giác Tiến bất tin Giang không bao giờ đề phòng Phạm Kiên. À, bà Giang nói là điên hay gì? Xong bài này cũng còn lanh, không tiền em vẫn lấy chứ, cho trả cho tiền nổi. Nhưng mà có vẻ như anh em nói chuyện với Giang em vẫn còn rất là sợ đúng không? Anh là nói cứ vậy nó em cũng rất là rụt rè. anh còn sợ đây nè, mỗi lần anh lỗi tới thí sinh Tiên Phương Giang là anh vô như là học trò gặp thầy giáo. Ôi đi, mấy lần cũng trôi người ta trong show, ai không thấy chừng ta cũng nói ra nó vô. Kêu mà nói là sợ Hương Giang. Ôi, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn bạn Kiên, bỏ tay cho Kiên một cái à. Hôm nay đã rất là hỗ trợ cho chương trình để gọi cho chị Hương Giang. Vâng. Mà điều đó thấy rằng là
chị Giang có những cái chia sẻ cũng rất là giống với lại anh Tiến, rất là rõ ràng. Tại vì ở đó có 11 con người ngồi cùng chấm, họ đưa ra những cái số điểm rất là công bằng, và cuối cùng cộng lại chia ra để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Thì không có hà cớ gì mà em phải cảm thấy quá lo lắng. Nếu như khán giả chưa thấy những điều đặc biệt của em thì sắp tới em cứ show nó ra. Giống như ban giám khảo thấy rồi, vấn đề là em chưa show ra thì bây giờ sắp tới anh sẽ hỗ trợ em làm cái điều đó. Cảm ơn anh ạ. Giống như câu trả lời ứng xử của em đó. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là không chỉ riêng gì Kiên mà kể cả Khắc với Kha, các bạn khán giả, các bạn fan cũng đang rất là chờ đợi trong những cái phần sắp tới xuất hiện của các bạn. Và Huy cũng mong là thông qua chương trình này là một cái bệ phóng rất là tốt, chấp thêm một đôi cánh nữa cho các bạn để các bạn thành công hơn. Và yên tâm là bên cạnh đã có một dàn huấn luyện viên quá tuyệt vời, và kể cả UC Tiến nữa, luôn luôn tạo điều kiện cho thí sinh của The Next Gentleman. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục thành công hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian của mình đến đây ngày hôm nay. Và một lần nữa thì em cũng xin được gửi một lời cảm ơn đến với lại dược sĩ Tiến. Tại vì đã rất là tâm huyết với bất cứ mọi thứ mình làm. Và Huy nghĩ rằng đây cũng là một cái điều đâu đó sẽ chạm đến được trái tim của các bạn khán giả, các bạn fan. Các bạn sẽ nhìn vào anh Tiến, các bạn thấy rằng là ok, ở Tiến rất tâm huyết, đã làm cái gì đó thì phải làm cho tới nơi tới chốn, và muốn cho mọi thứ nó chuyên nghiệp nhất có thể, để các bạn xung quanh có thể cảm nhận được điều này. Cảm ơn Tiến vì điều này. Tiến cũng muốn cảm ơn Báo Thanh Niên, và đồng thời cũng muốn gửi cái lời chia sẻ hôm nay nó mạch lạc hơn. Tại vì hôm đêm chung kết Tiến bị cảm xúc nhiều quá. Đó là Tiến xin các anh chị báo chí, truyền thông, tất cả quý vị khán giả, hãy tiếp tục yêu thương các thí sinh của The Next Gentleman, để các bạn sẽ có thể làm được những điều tốt nhất trên cái con đường phía trước. Bởi vì nếu mà không có sự yêu thương của khán giả, không có sự yêu thương của báo chí, truyền thông, thì các bạn sẽ phải vất vả hơn rất là nhiều, và con đường các bạn đi sẽ chông gai hơn rất là nhiều. Yeah, ok. Còn bác bạn có muốn nói gì với các bạn khán giả không? Khắc xin nói với tất cả các vị khán giả đó là chặng đường mà cả ba đi đến đây là có một cái phần không nhỏ của tất cả khán giả. Cái sự ủng hộ của mọi người sẽ là những cái động lực rất là lớn cho cả ba. Thì hy vọng là trong những cái chặng đường tiếp theo, mọi người hãy vẫn giữ cái sự ủng hộ đó cho top 3. Top 3 xin hứa là sẽ tạo ra những cái điều thật là tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Anh Kiên đã thay tụi em nói những câu muốn nói rồi. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong ngày hôm nay. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn dì sĩ Tiến và cảm ơn top 3 của chúng ta. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến với tất cả các bạn khán giả đã theo dõi chương trình Hot Trend. Và các bạn thân mến, hãy tiếp tục theo dõi những chương trình trên Báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube IHTV, bởi vì chúng tôi sẽ đem đến những phần giao lưu rất đặc biệt, những câu chuyện rất hấp dẫn dành cho tất cả các bạn. Và cũng đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube IHTV các bạn nha, để nhận được thông báo khi chúng tôi quay trở lại. Còn bây giờ thì Quang Huy, Dược Sĩ Tiến cũng như là top 3 của The Next Gentleman xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. See ya.